Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Hữu Quốc Món Ngon Dễ Làm. Và hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn cách làm kho quẹt, một món ăn rất là ngon và hao cơm dữ lắm, hao cơm luôn. Và đặc biệt kho quẹt hôm nay quý vị, mình ăn với các loại rau luộc nữa nha quý vị, ngon lắm. Cách làm kho quẹt như nhà mình á, hôm nay cũng rất là đơn giản. Chỉ có tôm khô nè, rồi thịt ba gọi nè, rồi các gia vị thông thường nữa. Và bây giờ bắt đầu mình tiến hành mình làm nghe quý vị. Đó, hôm nay mình sẽ giới thiệu một số nguyên liệu chính của mình nha quý vị. 250g thịt ba gọi. Kho quẹt mình nên sử dụng thịt ba gọi là nó sẽ ngon nhất nha quý vị. Nó có phần thịt, phần mỡ và phần da nữa. Rồi, tỏi, hành tím. Đó, nữa chén tôm khô. Hôm nay mình sử dụng tôm khô cũng to to. Bắp, dưa leo, rồi tiêu xanh, ớt đỏ, rồi cà gót, khổ qua, hành lá cùng một số gia vị thông thường nữa. Phần tôm khô đó quý vị, thì mình sẽ ngâm qua nước ấm nha quý vị, khoảng 5 phút. Rồi, miếng thịt ba gọi đó quý vị, thì mình sẽ sắc lát lát ra. Mình sắc hơi to to nha quý vị, rồi hồi mình sẽ sắc ngang lại cho nó nhỏ nhỏ lại nữa, cho vừa ăn. Nó miếng này thì khoảng một phần bề ngang nha quý vị. Rồi mình sẽ cắt ngang lại sao cho vừa ăn nha quý vị. Các miếng còn lại mình cũng sắc như vậy luôn. Rồi sau một hồi mình đã sắc xong rồi đó quý vị, mình sẽ cho ra dĩa sẵn nha quý vị. Rồi mình cho vào khoảng nửa muỗng cà phê muối bọt nha quý vị. Rồi sau đó mình đảo đều lên để cho cái phần thịt ba gọi của mình á nó sẽ thấm đều qua muối. Rồi hồi mình sẽ đem đi áp chảo nha quý vị. Rồi tỏi và hành tím thì mình cũng đập cho nó dập dập. Rồi sau đó thì mình cũng băm cho nó nhuyễn nhuyễn ra luôn để hồi mình phi nha quý vị. Rồi mình cho ra dĩa nhỏ sẵn luôn. Còn các củ hành tím còn lại đó quý vị thì mình sẽ sắc ra làm 2 hoặc làm 3 tùy theo các củ hành tím nhỏ hay bự nha quý vị. Kho quẹt cho nên hôm nay mình sử dụng hành tím cũng rất là nhiều. Rồi hành lá thì cái phần gần gốc đó quý vị mình cắt khúc khúc ra cũng khoảng 4-5 phân. Còn cái phần gần lá thì mình sẽ sắc nhỏ ra, mình để riêng nha quý vị. Rồi phần gần gốc thì mình để riêng phần gần lá đó quý vị. Khi nào mà kho quẹt của mình chín thì mình sẽ cho vào. Còn các trái ớt đó quý vị thì mình bỏ đi cái phần cuốn của các trái ớt nha quý vị. Rồi tiêu xanh, hôm nay mình sử dụng 2 nhánh tiêu xanh là được rồi nha quý vị. Mình cũng cắt khúc khúc ra. Rồi khổ qua thì mình bỏ đi cái phần đầu qua cái phần cuối nha quý vị. Rồi mình chẻ ra làm 2. Rồi mình lấy cái muỗng inox đó quý vị, mình sẽ múc cái phần ruột của khổ qua nè, bỏ đi nha quý vị. Rồi sau đó mình sẽ sắc xéo xéo như vậy nè, không có dày quá và cũng không có mỏng quá nha quý vị. Rồi mình cho ra dĩa sẵn luôn để hồi mình luộc nha quý vị. Tương tự thì củ cải đỏ mình cũng sắc khúc khúc ra. Rồi mình chẻ các khúc củ cải đỏ quý vị ra làm 2. Rồi mình sẽ sắc nhỏ nhỏ ra, mình sắc xéo xéo như vậy nè quý vị. Rồi mình để chung với khô qua luôn. Rồi các trái đậu bắp đó quý vị thì mình bỏ đi cái phần đầu của các trái đậu bắp nha quý vị. Và mình nên nhớ là không có cắt vào sâu quá. Sâu quá khi luộc đó quý vị, nước sẽ vào các trái đậu bắp thì nó sẽ không có bị ngon và bị nhớt nhiều lắm nha quý vị. Rồi dưa leo thì mình cũng bỏ đi cái phần đầu và cái phần cuối. Rồi sau đó thì mình sẽ sắc xếp xéo ra. Hôm nay mình làm kho quẹt cho nên các nguyên liệu rau củ của mình sử dụng cũng rất là nhiều nha quý vị. Đó, quý vị thấy các nguyên liệu của mình nè. Sau một hồi mình đã sơ chế xong hết rồi đó quý vị. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình luộc rau trước nha quý vị.
mình cho khoảng 1/4 muỗng canh muối vào trong cái chảo nước, rồi khoảng 1/3 muỗng canh dầu ăn vào trong cái chảo nước luôn, có phần muối nãy mình cho vào á, mình đảo đều lên. Bây giờ nó đã sôi lên rồi thì mình sẽ cho cái phần củ cây đỏ vào trước nha quý vị. Mình luộc trước khoảng 2 phút. Rồi mình sẽ cho khổ qua vào. Mình luộc thêm khoảng 2 phút nữa. Rồi mình mới cho đậu bắp vào nha quý vị. Cái nào lâu chín thì mình sẽ cho vào trước. Đó, đậu bắp thì mình sẽ cho vào. Rồi mình luộc thêm tầm cũng khoảng 3 phút nữa thì các nguyên liệu của mình sẽ chín hết nha quý vị. Đó, sau một hồi luộc thì bây giờ củ cây đỏ nè, khổ qua nè, đậu bắp nè cũng đã vừa chín tới là được rồi. Thì mình sẽ vớt ra vào trong cái lỗ tre nha quý vị, cho nó ráo hết cái phần nước. Rồi, thịt ba gọi nha quý vị, thì mình sẽ cho vào trong cái nồi đất nha quý vị. Rồi, sau đó thì mình sẽ đảo đều lên. Mình nấu một hồi thì nó sẽ ra cái phần mỡ rất là nhiều nha quý vị. Mình cho vào nồi đất để mình áp chảo đó quý vị. Đó, sau một hồi thì các miếng thịt ba gọi của mình á, nó đã cháy cạnh vàng óng ánh hết rồi. Như vậy là được rồi nha quý vị. Thì mình sẽ vớt cái phần thịt ba gọi ra. Mình áp chảo á, nó ra cái mỡ rất là nhiều. Mình sử dụng cái phần mỡ của thịt ba gọi này luôn nha quý vị, để mình kho. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho tỏi và hành tím vào để mình phi. Mình đảo đều lên nha quý vị. Rồi kế đến thì mình sẽ cho phần tiêu xanh vào. Mình cho phần nữa thôi vào để mình phi. Rồi các trái ớt nè quý vị, thì mình sẽ cho vào khoảng vài trái thôi. Tùy theo nhà mình ăn cay nhiều hay ít mà mình sử dụng cái lượng ớt tiêu sao cho vừa phải nha quý vị. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho 3 muỗng canh đường cát vào. Khi mà tỏi, hành tím, rồi tiêu, ớt nó cũng đã dậy cái mùi thơm lên rồi, cũng cay cay rồi, thì mình sẽ cho đường vào. Rồi tiếp tục mình đảo đều lên. Mình nấu một hồi là đường nó sẽ tan ra hết nha quý vị. Một hồi nó lên cái màu hơi vàng cánh ván lên là được rồi. Thì mình sẽ cho nước mắm vào. Thì mình cho khoảng 5 muỗng canh nước mắm vào. Nước mắm mà càng ngon á quý vị thì góp phần làm cho cái món khô quẹt của mình nó sẽ càng ngon nha quý vị. Rồi tiếp tục thì mình sẽ đảo đều lên. Mình nấu đến khi nó rất là sôi lên nha quý vị. Thì mình sẽ cho các nguyên liệu khác vào, như là thịt ba gọi nè, tôm khô nè. Rồi mình cho từ từ vào để mình khô quẹt. Rồi mình sẽ cho thịt ba gọi vào trước. Mình nấu tầm thêm khoảng 2 phút nữa thôi. Rồi mình sẽ cho tôm khô vào. Lúc này thì mình để lửa riu riu nha quý vị, để món kho của mình á, nó sẽ chín từ từ, ngấm gắt gia vị từ từ. Mình kho quẹt á, mình không có để lửa quá lớn nha quý vị, để từ từ thôi. Mình kho đến khi nó cạn dần, sệt sệt lại là được nha quý vị. Rồi mình cho vào 1/3 muỗng canh bột ngọt, khoảng nửa muỗng canh hạt nêm. Rồi tiếp tục mình đảo đều lên. Mình nấu đến khi một hồi á, thì phần thịt nè, rồi tôm khô nó thấm rất là sâu các gia vị rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ cho thêm nước lọc vào. Thì mình cho khoảng một chén lưng nước lọc vào đó quý vị. Rồi tiếp tục mình kho nha quý vị. Đó, trong lúc mình kho lên bọt bao nhiêu mình vớt bỏ hết nha quý vị. Bây giờ mình cho 2 muỗng canh tương ớt vào. Tương ớt này nó không có cay lắm nha quý vị. Mình cho vào để tạo cho cái màu nước kho quẹt của mình á, nó sẽ đẹp hơn. Nó hơi đỏ đỏ màu cánh ván quý vị, rất là đẹp nha quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ cho tiêu xanh vào. Rồi các trái ớt mình cho vào luôn. Rồi tiếp tục mình kho. Bây giờ mình coi cái độ sệt của cái nước kho quẹt của mình nè quý vị. Đó, nó gần sệt dữ lắm rồi nha quý vị. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho hành tím vào, nãy mình đã sắc nhỏ nhỏ ra đó. Rồi hành lá gần gốc mình cho vào luôn. Rồi mình kho thêm khoảng 30 giây nữa là được rồi nha quý vị.
mình kho quẹt, mình không có nên kho quá trời cạn nha quý vị, thì nó sẽ không có còn nước để cho mình chấm rau nữa. Và mình kho cũng cái độ sệt thì nó vừa phải thôi. Bây giờ mình sẽ cho tiêu vào, rồi mình nhắc xuống luôn đó quý vị, nó nguyên cái nồi kho quẹt của mình nè. Quý vị thấy rất là hấp dẫn lắm luôn, nó nước kho quẹt đó quý vị thì nó sền sệt, rồi thịt ba gọi thì nó béo béo ngọt ngon, rồi tôm khô thì nó có cái vị ngọt nè, dai dai nè, mà kho quẹt thì khỏi phải nói, còn gì bằng thịt ba gọi, tôm khô, rồi nước kho quẹt sệt sệt nữa, rồi các nguyên liệu khác mình ăn kèm nè. Nguyên dĩa rau luộc đó quý vị cũng rất là hấp dẫn lắm luôn, rồi ăn kèm có rau sống nữa, và cũng đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi Hữu Quốc Món Ngon Dễ Làm xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau.